Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý tôn đức tăng ni và các quý Phật tử, sau hành trình 174 cây số từ Lumbini nơi Đức Phật bản sinh, và giờ phút này đó thì chúng ta có mặt tại Ramapa, tháp Quả Thiêu Đức Phật, sau khi ngài đã hoàn thành sứ mệnh 45 năm truyền bá chân lý, giúp cho các bậc chân nhân trở thành thánh nhân, giúp cho người phàm trở thành chân nhân, độ được 8 cho tổng số 16 vị vua thuộc nước Liên bang Cộng hòa Ấn Độ lúc bấy giờ, hàng ngàn quan văn, quan võ và rất là nhiều tín đồ của đạo Bà La Môn và đạo Kỳ Na đã tình nguyện trở thành đệ tử đại gia của Đức Phật. Đó là một hiện tượng tôn giáo mới thu hút giới trí thức, giới chính trị, giới kinh doanh và mọi thành phần xã hội, trong đó có thành phần cùng đinh. Sau khi giảng bài kinh Di Chúc, tức là những lời dạy cuối cùng của Đức Phật, còn gọi là kinh Di Giáo, tại Ma Tha Cua nơi cách đây một cây số, Đức Phật đã đến ngay vị trí của đường Sala nơi cách đây khoảng 150 chút hơi thở cuối đời. Và cộng đồng Phật giáo Ấn Độ lúc đó đó đã phối hợp với các vị trưởng làng tại đây để tổ chức lễ quả thiêu cho Đức Phật. Thì lúc đó đó thì Đại Ca Diếp là đệ tử lớn của Đức Phật đang hành đạo ở phương xa, cho nên chờ ông về đó thì đã kéo dài thêm một tuần lễ nữa. Và đó cũng có là thời gian cần thiết mà cộng đồng tăng đoàn và ni đoàn Phật tử, mọi thành phần xã hội đều quy tụ về đây để làm lễ quả thiêu bậc đại đạo sư, đóng góp to lớn trong việc trị liệu các nỗi khổ niềm đau cho nhân loại. Trước khi nhập niết bàn đó, thì Đức Phật đã nhắc nhở các vị xuất gia tinh tấn tu học, trao dồi giới đức, làm chủ giác quan, xấu hổ cá nhân, xấu hổ xã hội, đề cao sự tỉnh thức, phát triển trí tuệ, mở lòng từ bi, nhập thế độ sinh và giải quyết các vấn nạn nỗi khổ niềm đau của con người. Đức Phật cũng đã nhắc các vị xuất gia không dùng các phép thuật, không mê tín dị đoan, không xem vẽ đoán tướng, không phong thủy địa lý để dẫn dắt con người bằng con đường trí tuệ giải quyết các nỗi sợ hãi và căn nguyên của nỗi khổ niềm đau. Đối với cộng đồng Phật tử tại gia, Đức Phật nhắc nhở rằng cái gì có sinh, cái đó ắt có diệt, và ngài cũng đã cân nhắc mọi thứ để cho người tại gia không phải quyến luyến về sự ra đi của ngài. Mặc dù những lời dặn dò đó rất là chu đáo, nhưng mà đối diện trước cảnh Đức Phật ra đi vĩnh viễn, tôn giả Ananda là thư ký riêng của Đức Phật, cũng là người có công trùng tu những lời Phật dạy, không thể ngăn được đôi dòng lệ. Và đó là hiện tượng tâm lý rất bình thường của người chưa đạt được đạo. Các vị thánh A-la-hán trở lên đó thì đã làm chủ cảm xúc được 100%. Cho nên khi Đức Phật trút hơi thở đó thì các vị vẫn thản nhiên vì thấy rõ được quy luật vô thường. Còn người phàm, dù là các bậc chơn tăng, chơn ni, vẫn không thể ngăn khỏi được dòng nặng mùi thương tiếc về những đóng góp to lớn của Đức Phật cho lịch sử của nhân loại. Thì tại đây, trước khi đọc bài kinh Di Giáo đó, thì chúng ta rút ra được một số bài học. Thứ nhất, Đức Phật đã căn phân và di chúc rất rõ trước khi ngài phiên tịch. Giáo đoàn của ngài đó không thành lập thành giáo hội mà lấy tăng đoàn làm nền tảng
điểm quyết của tăng đoàn được gọi là yết ma, để quyết định mọi quyết sách, chương trình tu học và cách hành đạo. Đức Phật nhắc nhở lấy chân lý làm nơi nương tựa, lấy giới luật làm nơi nương tựa, xem chân lý và giới luật như là hải đảo tự thân, không nương tựa vào bất cứ cái gì khác. Và đó chính là giá trị cốt lõi của chân của những gì mà Đức Phật đã để lại cho chúng ta như là di sản tinh thần, di sản tâm linh. Điều thứ hai, cộng đồng Phật tử tại gia nên noi gương Đức Phật. Mọi thứ cần phải cân phân cho rõ ràng, nên thiết di chúc. Mặc dù lúc chúng ta đang còn khỏe thì vô thường có thể xảy ra với bất kỳ ai, bất kỳ ở đâu. Khi có di chúc rồi đó thì chúng ta sẽ không còn lo lắng, căng thẳng, sợ hãi, bất an. Và giả sử có chuyện xấu nhất xảy ra đó thì mọi thứ đã được sắp xếp. Theo tinh thần đó đó, mỗi người nên làm di chúc, và di chúc để cho những người thân của chúng ta không rơi vào cảnh tương tàn vì tranh giành cái quyền kế thừa nhiều, kế thừa vừa hay là kế thừa ít. Điều thứ ba, ý thức rõ vô thường là một quy luật xảy ra với tất cả mọi người, ngay cả Đức Phật cũng không ngoại lệ. Cho nên chúng ta không hứa hẹn với tương lai rằng là 10 năm sau, 20 năm sau, 30 năm sau tôi mới tu. Việc tu học cần phải được thực hiện mỗi ngày, mỗi tuần, mỗi tháng và mỗi năm, mỗi lứa tuổi. Là người thân của nhau thì chúng ta nên dẫn dắt họ trở thành Phật tử, để tất cả cùng đồng hành trên con đường chân lý của Đức Phật. Đừng để mọi thứ trở nên quá muộn màng. Điều thứ năm, hãy để lại các giá trị cao quý cho đời. Suốt 80 năm có mặt trên quả địa cầu này, trong đó có 45 năm truyền bá chân lý, Đức Phật đã để lại gia tài gần 84.000 bài kinh. Hiện nay đó thì chúng ta bảo tồn được 36.000 bài kinh. Đó là gia tài lớn nhất trong các tôn giáo từ trước đến giờ. Và do vậy, mỗi người chúng ta nên noi gương Đức Phật. Trước khi mình nhắm mắt liền khỏi đời này đó, thì chúng ta cũng phải để lại gia tài, di sản cao quý. Đó là những việc làm phước, những việc làm công ích, những việc từ thiện, những việc Phật sự, những việc góp phần phát triển chân lý Phật, và để lại cho cuộc đời nhiều giá trị mà bất cứ ai noi gương theo đó đều lệ lạc, thì không ai trong chúng ta chết có thể mang theo được cái gì. Cho nên đó, tất cả các việc phước và việc Phật mà chúng ta tham gia làm, trực tiếp làm, gián tiếp làm, sẽ đồng hành với chúng ta trên mọi nẻo đường đời. Cũng vào cách đây 26 thế kỷ tại vị trí này đó, thì ngài Đại Ca Diếp được xem là người lớn nhất trong tăng đoàn, có được cái quyền ưu tiên cầm ngọn đuốc châm vào vàng quả thiêu, lửa nghi ngút cháy. Sau đó đó, toàn thân của Đức Phật chỉ còn lại xương, và xương đó đó được chia ra làm 8 phần để trao tặng cho 8 vị vua làm đệ tử tại gia của Đức Phật dựng tháp tôn thờ. Cho đến thời điểm năm 2023 mới phát hiện ra được 2 tháp trong tổng số 8 tháp thờ Xá Lợi Phật của Đức Phật. Thứ nhất á, là tháp thờ Xá Lợi Phật của Đức Phật tại Kapilavastu, và 2 ngày trước chúng ta đã dừng lại ở khu vực Siddhathanaga ở phía biên giới của Ấn Độ và Nepal. Xá Lợi Phật này đó thì được đưa về thờ đại diện bảo tàng quốc gia New Delhi mà ngày 19 tháng 2 chúng ta sẽ có dịp chiêm bái. Thứ hai đó là tháp Xá Lợi tại Vaishali mà ngày mai mình sẽ đến. Xá Lợi Phật này đó hiện nay đang được tôn trí tại viện bảo tàng Patna.
Thì đó là hai tháp trong tổng số 8 tháp mà Xá Lợi Phật được phát hiện đã đo C14 để biết được niên đại và thử nghiệm ADN để xác định gen di truyền. Còn một cái tháp thứ ba đó là tại Sanat, thì ông Ragasin đó là thống đốc tại tiểu bang này. Trong thời gian ông quản lý đó, thì ông đã cho lấy tháp Xá Lợi của Đức Phật đó làm xây dựng cái khu kiều bào mang tên ông. Và phát hiện Xá Lợi thì ông đã lấy thả xuống dưới sông Hằng vì là người không tin theo Phật giáo. Như vậy thì chỉ có 3 tháp có Xá Lợi thật, trong đó chỉ còn 2 tháp có Xá Lợi thật đang được bảo tồn, còn tháp Xá Lợi thật ở Sa Đá thì được thả xuống dưới sông Hằng. Còn 5 địa điểm còn lại vẫn chưa xác định được vị trí, có lẽ là cần đến các nhà khảo học ở trong tương lai. Và giờ phút này thì tất cả chúng ta hãy dâng lòng tôn kính cao nhất đối với Đức Phật và tưởng niệm về sự ra đi vĩ đại của Ngài sau khi hoàn thành mọi nhiệm vụ quan trọng nhất của kiếp người. Và chúng ta hãy cùng hồi hướng công đức của chuyến hành hương Phật tích này đối với tất cả những người chết bởi Covid-19, gần 7 triệu người trên quả địa cầu, trong số đó có 43.000 mấy trăm người Việt Nam. Và chúng ta cũng đồng hồi hướng siêu độ cho tất cả thân bằng quyến thuộc ở trong họ tộc của mình đã ra đi vì bất cứ một nguyên nhân nào, và mong sao cho họ có được cảnh giới tái sanh an lành để đời đời kiếp kiếp là bà con Phật pháp quyến thuộc từ bi. Và kính mời tất cả cùng chắp tay. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thắp nên tâm hương trước tháp Ngài, ngụ phần giới hạnh chúng Như Lai, cầu cho muôn loài lên bờ giác hạnh phúc bình an đến mọi người. Giờ này chúng con tăng đoàn ni đoàn và Phật tử khắp mười phương là người Việt Nam có mặt tại Rambapa tưởng niệm nơi Đức Thế Tôn làm lễ hỏa thiêu nhập vô dư niết bàn, trải nghiệm an lạc không tái sinh, không vô thường, không bị tử sinh theo duyên tham ái. Chúng con nguyện chánh pháp lan truyền khắp chốn, lời Phật phổ biến muôn nơi, người người từ bỏ tham vọng si mê, tứ tập từ bi hạnh phúc, nguyện hồi hướng công đức cho tất cả thành viên trong đoàn hành hương và thân bằng quyến thuộc được thân khỏe tâm an, trải nghiệm mà an vui như Đức Phật đạt được niết bàn, để cuộc đời này thật sự có giá trị và phụng sự cho mọi người. Nguyện hồi hướng công đức cầu siêu cho tất cả chúng sinh đã qua đời do tai nạn, do bệnh tật, do hết tuổi thọ, do thiên tai, chết ở sông, chết lại không gian, chết ở dưới đất, chết khắp mọi nơi trên quả địa cầu, tiêu giao muôn đồng cảm thác hoa kinh đại sơn, nguyện chúc chúng ba đường làm bà con phần pháp. Nam mô tâm hương chúng vương Bồ Tát Ma Ha Pháp. Pháp Phật cao siêu rộng sâu trăm ngàn muôn kiếp khó tìm cầu, đã sinh về tâm nguyện tỏ Như Lai nghĩa nhiệm bầu Nam mô Khai Pháp Tạng Bồ Tát. Bồ Tát Nam Mô Khai Pháp.
đại chúng giải kinh trang 127. Kinh lời dạy cuối cùng của Đức Phật, chính tôi được nghe lần truyền. Đầu tiên Đức Thế Tôn độ con giả kiều tầm như già bằng thuyết pháp, sau cùng ngài độ con giả tu bạc đà la, những người có thể quá độ ngài đã quá độ tất cả. Ngài biết bàn vô dư giữa rừng xa la, dưới cây sông cỏ không gian thật vắng lặng yên tĩnh. Đức Phật đã nhắn nhủ những điều cốt lõi của chánh pháp, như sao đạo đức thâm cao. Khi Như Lai qua đời, các vị phải trân trọng cung kính giới luật, như kẻ nghèo hèn được chùa báo, như kẻ đuôi mù được sáng mắt. Phải biết rằng giới luật là bậc thầy tối thượng. Ở đời bao nhiêu tâm nữa, Như Lai cũng không ngoài một đức răn dạy các vị về giới luật ấy thôi. Người giữ giới thì không được kinh doanh thương mại, xây dựng nhà cửa, đầu tư nông nghiệp, mời người giúp việc theo kiểu thế tục, không được chặt đốn cây cối, đào đất mất than, điều chế dược liệu, đoán quẻ tốt xấu, xem sao đoán mạng thiên cô địa để tìm tội ứng xê hay tội lực. Đa số các vị nên sống tiết chế thân mạng, ăn uống điều đủ, trì nếp sống thánh cao, chạy đau giỏi thoát không tham, giữ chính trị lành, sứ mạng liên lạc, không tin không được luyện bùa chú. Người quyền quy kết thân, kẻ nghèo mạng cần phải giữ tâm chân thật, sống chánh niệm và tình thức, trong từng duyên phước mong cầu đạo quả giải thoát, không được che giấu lỗi lầm bài điều nghe hoặc. Nhưng nữ sống với bốn phong vật, cũng vừa sống vũ vừa để hành đạo, không cách chứa tài sản và tiền bạc, Như Lai vừa nói không cách về giữ như giới. Căn bạc là lót rễ của đạo giải thoát, nhờ giữ giới trang nghiêm thiền định và trí tuệ phát sinh, có thể tiêu diệt tất cả đau khổ thế nên các vị hãy giữ gìn giới luật một cách trọn vẹn, sẽ nuôi lớn phát làm người yêu mất giới thì không thể phát sinh công đức làm chủ giác quan này. Các đệ tử nam vị có khi người năm giác quan không để chúng năm đuổi theo trần cầm dục lạc, người tu phải như chú một đồng cầm đôi ngơi, không để trâu dậm đạp lúa mà của người. Một khi các vị buông lung năm giác quan, không những các vị không chế ngự được tâm thứ dục lạc, mà các vị cũng không thể dùng được trong cương cốt. Ngựa chân nếu không dây cương, nó sẽ lao xuống hầm hố nạn khổ. Các giặc cướp chỉ có một đời, trong khi nạn giặc giác quan làm chúng sanh đau khổ, nhiều kiếp tai họa của nó vô cùng nguy hiểm. Thế nên người có trí cần phải chế ngự các giác quan, chứ không phục tùng nó, giữ gìn chúng như là canh chừng giặc cướp, không để chúng hoành hành thao túng. Này các bề ơi, trong các giác quan của con người ý
là quan trọng nhất, các vị phải thận trọng chế ngự tâm ý mình. Tâm ý rất đáng sợ nguy hiểm, còn hơn thú dữ rắn độc, thậm chí nguy hại hơn cả nàng hỏa hoàng. Cũng như có người mãi mê cầm dư chén mật trên tay mà và quên đi hầm hố trên đường sẽ bị dấp ngã. Cũng như voi say mà không có móc sắt, chứ gì gặp được cái rừng tha hồ mà chuyện nhảy muốn chế ngự chúng thì thật là có. Siêng năng chế ngự tâm mình để giữ gìn tất cả các pháp thiện. Khi tâm được chế ngự một chỗ thì không việc gì tâm thành tâm mạng hương thụ này các đệ tử. Vì ta dùng tâm khôn giờ các vị nên quan niệm như uống thuốc ngon không ham khở không chê ăn uống chỉ để cho thoát khỏi đói khát như ông hút mật xong qua chỉ lấy mùi vị không làm tổn thương sống. Họ dụng sư cúng dường đầy đủ sức khỏe tu tập, không được ham cầu quá nhiều làm tổn thất trí tâm trí của thi chủ. Hay như người trí biết lượng sức, cho nên không lỡ cầu quá sức đến nơi đó kiệt sức. Đệ tử ban ngày thì độ lượng tu tập pháp lành, không để thời gian thôi qua uổng phí bầu hấp. Luôn bỏ giữa đêm tụng niệm tu trì, đừng vì chuyện ngẫu nghĩ mà để cuộc đời trôi qua vô đất thải. Tâm niệm bằng ngọt lửa vô thường đang đốt cháy thế gian, để tự tính tấn tự mình khắc phục sự lời biến khổ về. Chỉ còn quy điểm hơn kẻ thù, làm sao các vị có thể mặc tình ngộ nghĩ mà không cảm giác phiền não cũ trong tâm. Người cũng như rắn độc nằm trong nhà, phải dùng móc sắc dây hẹp mà lôi kéo. Ta mới an tâm ngủ nghĩ rắn độc chưa ra mà mãi mê ngủ nghĩ thì thật là người không biết khổ thẹn trang sức. Khổ thẹn này các đệ tử sư khổ thẹn là trang sức đẹp nhất trong mọi người. Có thể năng chế ngự mọi thứ bất thiện là phi pháp của con người. Thế nên hãy sống với tâm niệm hộ thẹn, đừng bao giờ lãng quên đức tin. Hãy mất tâm hộ thẹn là mất tất cả công đức. Thiện pháp không hổ thẹn thì có khác chi loài cầm thú chuyển qua sân hận. Này các đệ tử yêu, có ai xúc phạm thương tổn thân thể các vị, các vị nên kiềm chế tâm mình, đừng để lửa sân hận thiêu đốt. Lại phải giữ lời ăn tiếng nói, đừng buông lời ác độc để trả đũa ai. Tâm sân hận trở dậy sẽ làm băng hoại đạo nghiệp trái ớt. Công đức tu tập đức tánh của các nhân ngày càng khổ hạnh, cũng không thể sánh bằng thực hành đức nhân mới xứng danh là bậc thượng nhân. Có sức mạnh người nào chưa có thể chịu đựng sự nhục mà một cách quan hệ như huống là người giàu đạo có trí. Sự sân hận sẽ thiêu hủy tất cả pháp lành, nó nguy hiểm hơn cả lửa dữ. Các vị phải căn phòng cẩn mật, đừng cho sân hận xâm nhập. Công đức thì sân hận là nguy hiểm nhất, nhưng thế gian chẳng sợ hữu dục là thiếu phương pháp chế ngự. Nếu có sân hận còn có thể tha thứ được, người xuất gia hành đạo loại bỏ mọi thú vui buồn. Đời mà không loại bỏ được sân hận thì thật đáng trách. Cũng giống như bầu trời quang đang mà có sấm sét nổi lên là điều không thích. Họ từ bỏ
kiêu mạn và vua năm nay các đệ tử các vị hãy tự xóa đầu mình và ghi nhớ rằng các vị đã bỏ tất cả các mỹ phẩm và trang sức của thế gian phát lên mình chiếc áo cà sa quải sách sống bằng cách khắc thực khi nào tâm lý kiêu mạn cao ngạo ngồi lên thì lập tức người đó kiêu ngạo là thanh xấu mà cá nhân còn không nên có hướng chi là người xuất gia vì đạo giải thoát sống bằng khắc thực hay sau này khác để tử tâm lý ưa nịnh trái ngược hoàn toàn mới đạo giải thoát thế nên các vị hãy huấn luyện tâm cho thật chất thực nên biết rằng vua nịnh là điều dối trá mà người xuất gia không nên có phải làm cho tâm lý đang chăm sóc ý thức tâm trung thực đó là con đường nào nào để tự khác gì nên biết rằng người nào tham muốn nhiều thì nhu cầu lợi dưỡng cũng nhiều do vậy mà đau khổ càng tăng người ít muốn thì không ham cầu tâm nhiễm nên không đó tội hại ấy chỉ với lợi ích đấy thôi cũng đủ đó thời các vị phải trao dồi thật tập huống là chỉ hâm thay còn có công năng phát triển các công đức người ít muốn thì không lấy lòng người bằng cách vô định vì ra các văn sai sử thao đúng hành giả ít muốn tâm ý được tâm an không còn những lô lư thì một gặp mấy nhiệm từ đủ nghị lực thế ứng khó không gì thì không làm được nói chung không hành ít muốn tất cả vì muốn giải thoát mọi khổ đau thì nên thường xuyên tu tập quán biết đủ pháp biết đủ là cơ sở của sự an lạc hạnh phúc và sung mãn người biết đủ dẫu rằng trên đất nhận thấy an lạc không có thiên đường vẫn chưa thấy tội nguyện không biết đủ tuy giàu mà rất nghèo biết đủ tuy nghèo nhưng rất giàu có người không biết đủ là kẻ vô lệ của năm thứ dục lạc thấp kém và còn tham hành giả biết tu tâm hạnh thoát tục này các đệ tử muốn đạt đạo tình mình vô vi an lạc các vị phải xa lìa những chốn nguyên náo sống một với mình ở những nơi an nhàn tâm và chư thiên điều kính trọng vì thế các vị nên xa lìa hội chung sống đơn độc thứ nhất và cắt đứt gốc rễ đau khổ bằng tư duy trí tuệ chúng nhiễu loạn như cây cổ thụ mà có nhiều chim tụ tập thì có thể bị hư cầm thế gian tới buộc con người trong đau khổ cũng giống như voi già bị xa lầy hành siêu thoát các vị cần ghi tâm công dụng này các đệ tử nỗ lực tinh tấn thì không việc gì khó khăn thế nên các vị phải siêng năng tinh tấn như giọt nước tường nhỏ có thể xuyên thủng đá người tu hành mà biến nhát thì khác nào như người có cây lấy lửa thì chưa kịp nóng đá gì nào ta thiên vui có được lửa lửa cũng không thể gì thế mà có được khai siêng năng tinh tấn không dần thắp sáng chính niệm này các đệ tử thực ra cầu thành thiện đề cao chánh niệm tình có chánh niệm thì dắt phiền não không thể xâm nhập được thế nên các vị phải sống trong sự chánh niệm là đồng nghĩa với mắt con nên có được chánh niệm dù trái thì dù sống trong môi trường ngũ dục vào nơi có áo giáp thì không còn sợ gì nữa thế nghiêm chánh niệm này các đệ tử giết phục được tâm lý là làm cho tâm an trụ vào định tâm trụ thiền định thì sẽ thấu triệt được tâm tái sinh diệt thiên ma của thế giới các vị phải
lầm tâm đầm tê tàn thái giao đầu tháng còn lại yêu mất cũng như người mất giữa nước thì phải bảo vệ tốt để nhiều một ngày phải khéo tu tập thiền định tâm để cho sự trải nuôi lên trí tuệ này các đệ tử có trí tuệ thì tâm có sáng trước luôn luôn tự tỉnh thức và dò hết khả năng giải thoát trong giao pháp của Như Lai. Nếu không có trí tuệ thì không xứng danh là bậc xuất gia. Những cách vượt qua liên sanh tử là ngọn đèn sáng soi trong khắp tháng vô minh, là dược liệu thần y của mọi bệnh tật và là lưỡi búa bén chặt đứt dây phiền não. Vì thế các vị cần trao dồi trí tuệ. Người có trí tuệ soi sáng thì dấu là mắt tập dẫn là người chẳng kiến thấy rõ bản chất mọi vật. Từ bỏ hí luận này các đệ tử hí luận chỉ làm cho tâm trí rối loạn. Người xuất gia mà sống hí luận thì không thể đạt được khi giác giải thoát. Vì thế các vị phải nhanh chóng từ bỏ vĩnh viễn tâm lý hí luận vô ích. Vì cho từ các hí luận tập đoàn mới có thể đạt được an lạc. Tập nhiên tự mình sắp một ngày khác để từ hãy từ bỏ tất cả mọi phong vật như là tấm xa bọn vật ước tài sản thể hiện lòng đại bi như ai đã tin nói chân pháp lời ấm cho về phần mình các vị hãy nỗ lực tinh tấn tôi qua vô ích sau này anh hối hận đã muộn. Như lai như là dị hương ý họ biết hợp lý cho có thuốc hợp bệnh tạng từng người uống hay không uống của lương ấy Như Lai lại cũng như người chỉ đường chỉ rõ đâu là con đường nên đi cả đơn đang đang giải thoát rồi các cái bước lên đường không phải là lỗi của vị đạo sư. Bốn chân lý thanh này các đệ tử đối với bốn chân lý thanh nếu có chỗ nào chưa thấu đáo thì nên thưa hỏi khi nhắc ba lần như vậy bốn phút đều im lặng không ai còn thắc mắc. Lúc ấy tôn giả Lậu La Đà Phật và cho rằng một đức Thế Tôn dù cho mặt trăng có thể trở nên nắng, mặt trời có thể trở nên lạnh, nhưng bốn chân lý thắc mà Như Lai là vậy không thể nào thay đổi được. Khổ đế là thực còn đau khổ của cuộc đời sanh là khổ già là khổ bệnh là khổ chết là khổ mong muốn mà không được cõi nguyện thù ghét mà phải gặp mặt là khổ thương yêu mà sắp vào năm nhóm thân thể là khổ tập đây là nguyên nhân của đau khổ bao gồm dùng cái hữu ái vô hữu ái tham sân si và chấp thủ diệt đế là cảm thấy hết tập mọi khổ đau khổ già. Đạo đế là con đường dẫn đến an lạc là tam chánh đạo là trung đạo không có con đường nào khác đó là tâm nhìn chân chính tư duy chân chính lời nói chân chính việc làm chân chính nghề nghiệp chân chính kinh nghiệm hiện tại cha thiền định chuyển hóa bậc Thế Tôn cả bốn chân lý điều hoàn nhất bất diệt thì bốn chân lý cao thượng này và dứt sạch các phiền não vượt ra khỏi thân tự vẫn không ngăn được sự ngậm ngùi. Tại sao Đức Thế Tôn vô như niết bàn và sớm lúc đó Đức Phật thì thương buông chúng nên dạy thêm rằng các đệ
chớ có thảm sầu đau khóc, dẫu như lại có sống thêm ở đời một kiếp nữa rồi cũng phải đến ngày niết bàn hội ngộ, mà không chia tay kết cọp mà không tan rã là điều không thể có được. Lại mình lại người Như Lai đều đã tuyên bố thật chẳng có lợi ích gì nếu Như Lai sống lâu nơi đời mà các vị không thực hành chẳng pháp. Những chúng sanh đáng độ Như Lai đã độ hết, những chúng sanh chưa được độ Như Lai cũng đã tạo nhân gì để họ được quá độ. Từ nay trở đi đệ tử Như Lai hãy nói theo truyền thông chân pháp mà thực hành, đó là cách làm cho pháp thân Như Lai thường còn và mãi mãi bất diệt ở thế gian. Như Lai vô như niết bàn hay không, việc đó không quan trọng. Mày các đệ tử các vị nên nhận thức rằng mọi vật thể hiện tượng trên thế gian đều chuyển ngay quá vô thường, có thể kết hợp thì phải có tan rã, chẳng có gì để quyến luyến thương tâm. Cuộc đời là như thế, phải nỗ lực tinh thần để tự giải thoát, dùng ánh sáng trí tuệ để tiêu diệt bóng tối si mê. Đời là một vở vẫn hành không kiên định, Như Lai vô như niết bàn, như bỏ đi một căn bệnh dữ, đó là năm giới nhân tâm mang tính tội lỗi tạo tội là thân, vì thế nó phải chịu sự chi phối, không thể tiên đức và bệnh già chết bệnh trí thì có thoát khỏi nó. Có cảm tưởng như là dịp sống được con chút như về và cầu đáng đời quán nghĩ ăn và hay sau này các đệ tử các vị phải tha thiết tìm kiếm con đường giải thoát toàn thể. Đang vận động cho các và cơ thể không thể vận động cũng đều không còn vật và có thực thể rồi, phải đến tốt quý về. Hãy yên lặng đừng nói thêm lời nào nữa, đã đến lúc Như Lai vô như niết bàn, nó là những lời dạy cuối cùng của Như Lai. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Quán tự tại thực hành trí tuệ Bát Nhã Ba La Mật sáng ngời, bấy giờ Bồ Tát quán soi thấy rằng năm quận ba đời đều không vượt tất cả. Hãy nghe này xá lợi Phất công, sắc nào có khác gì không, không nào khác sắc, sắc không vốn đồng, cả thọ tưởng thức hành cũng thế, tánh chân không các pháp biên tập. Hãy điều chẳng diệt chẳng sanh, chẳng dơ chẳng sạch chẳng tăng giảm gì, trong chân không chẳng hề có sắc, chẳng có tướng hành thức trong con mắt tai mũi lưỡi thân, sắc thân vị xu pháp hương không còn, không nhãn thức nên không ý thức, không rõ minh bạch hết vô minh, không điều già chết chúng sanh, hết già hết chết tận tình cũng không, không trí tuệ cũng không chứng đắc, bởi có gì là chỗ đắc đâu. Bấy lâu Bồ Tát vừa cao chỉ ba la mật thánh sâu thực hành, mọi chướng ngại quanh mình tan biến, mọi việc đều chẳng khiến quan chân xa lìa mộng tường ảo điên. Niết bàn rốt ráo an nhiên tâm nhàn, Bát Nhã rõ ràng trí tuệ mà ba đời chư Phật nương vào, chứng thành quả giác tối cao. Nên xem Bát Nhã tâm sâu đó là lời thần chú sâu xa bậc nhất, lời chú thần bất mật quang minh, chú thần cao cả an linh, là lời thần chú thần tầm cao siêu, từ dứt được mọi điều đau khổ đúng như vậy muôn thở không sai. Ngài liền tuyên nói chú này để người trì sáng bài chân tâm. Ga te ga te ba ra ga te ba ra san ga te bồ đi sa ha ga te ba ra ga te ba ra san ga te bồ đi sa ha ga te ba ra ga te ba ra san ga te bồ đi sa ha. A Di Đà Phật, mời đại chúng giới kinh trang số 162.
để đọc bài sám pháp thì trang nghiêm đài sen ngự tòa đại hùng từ phố Thích Ca đệ tử lắng lòng thanh tâm nê bàn tay chấp phúc liên hoa về điều ngự dẫn lên sám hối thiết tha đệ tử phước duyên thô kim sống trong thất niệm lâu đài không được sớm gặp chánh pháp mê bao nhiêu phiền bị bao nhiêu lỗi lầm dũng dài vô minh che lấp tháng ngày vừa tâm gieo hạt giống xấu tham sân tự ái dậy đầy nhiều nghe nên từ trước đến nay những điều đã làm đã nói thường gây gỡ gỡ hàng ngày bao nhiêu điều nghèo nghiệp chưa nguyện xin sám hối từ đây con đường chánh niệm mạng sao chắc chứa vô minh phiền não tạo nên bao nỗi hận sầu có lúc tâm tư buồn chán mang đầy dằn vặt lo vì không hiểu được có nên hờn giận quán thù lý luận xong rồi trách móc mỗi ngày mỗi chốc khổ đau có ngày không nói với nhau cũng không muốn nhìn thấy mặt gây nên nỗi thất vọng dài nay con ước về tam bảo ăn năn khẩn thiết cúi đầu bao nhiêu hạt khóc lấp vùi hạt giống thương yêu hiểu biết cái và bao hạt giống an vui nhưng gì chưa biết tưới tầm tê hạt thành không mọc tốt tươi sàn lấp mê làm cho đêm tối cuộc đời quen nói bỏ hình bắt bóng đuổi theo hạnh phúc xa vời tâm cứ bận về quá khứ hoặc lo đông người quanh quẩn trong giọng buồn giận xem thường bảo vật trong tay dài đạp lên trên hạnh phúc tháng năm sầu khổ miệt mài giờ đây trầm sông bảo điện con nguyện sáng hối gọi tay đệ tử tâm thành quy ngưỡng hướng về pháp mười phương cùng với các vị Bồ Tát thánh văn chuyên gia thánh hiền chỉ cần cầu xin sáng hối bao nhiêu lầm lỡ thiền miên xin lấy cam lộ tịnh thủy tưới trên dập tắt não phiền xin lấy con về chánh pháp đưa con vượt nghèo mang kia xin nguyện sống đời tinh tấn học theo đạo lý chân truyền thực tập nụ cười hơi thở sống đời chánh niệm tinh chuyên đệ tử xin nguyện trở lại sống trong hiện tượng nhiệm màu dường tắm ướp hạt giống tốt vung trồng hiểu biết yêu thương xin nguyện học phép quán chiếu tập nhìn tập hiểu thật sâu thoát ngoài xâm tứ trần lao nguyện học nói lời ái ngữ yêu nhau chăm sóc sớm chiều đem người vui tới mọi nẻo giúp người nơi nỗi sầu đau đền đáp công ơn cha mẹ ơn thầy nghĩa bạn dài sâu tính tầm tâm mương một ngàn đại sen con nguyện cúi đầu nguyện đức từ bi che chở bao nguyện sinh viên cần tu tập phi vương còn đã quá về sao tùng kinh là hạnh phúc lành vô biên phước đức rộng dành chúng sanh nguyện cho
hãy điều tỏ ngộ phẩm kinh diệu huyền nghi nguyện tiêu ba chướng não phiền nghi được nguồn trí tuệ phá xiềng vô minh nguyện trợ tội chướng điêu linh hạnh lành bồ tát thương tinh tấn lam nguyện sanh qua thiên chính thâm là mẹ cha qua đỡ thấy phật hiện ra vô sanh chứng ngộ bàn ta thánh thiền nguyện đem công đức hiện tiền gần xa con và cha mẹ ông bà chúng sanh giác ngộ chan hòa các mẹ thân con xin nương tựa Phật kế bậc phước trí viên hành mê cầu tất cả chúng sanh mê giác ngộ con xin nương tựa Phật kế nguồn tuệ giác từ bi cầu tất cả chúng sanh mê hiểu đạo tỏ nguồn tâm con xin nương tựa tăng mê đoàn thể sống cầu tất cả chúng ta vừa ôn lại kinh Thi Giáo tại nơi làm lễ quả tiêu của Đức Phật. Trước khi kết thúc thì tất cả chúng ta hãy hồi hướng công đức đến những người thân đang ở nhà hy sinh thời gian cho mình được an tâm cho 13 ngày hành hương trên đất Phật Ấn Độ và Nepal. Nguyện chúc quý Tu Quốc Tăng Ni và các quý Phật tử được thân khỏe tâm an, pháp hỷ tràn đầy, Phật sự hanh thông, vạn sự tùy duyên, sở quyền tùy tâm, các tường như ý. Nam mô Công Đức Lâm Bồ Tát Ma Ha Tát. Kính thưa quý Tu Quốc Tăng Ni và các quý Phật tử, sau khi đi 175 cây số từ Dừa Lâm Tỳ Ni, và giờ phút này đó thì chúng ta đã đến chùa Quốc Hoàng tại Kusinaga, nơi mà Đức Phật đã trước hơi thở cuối đời ở rừng Sala. Sala đó là chủ lộ tiên là cây dính và cây xin đó đây đó còn một cây đó là cây vàng đá nên người Trung Hoa có dịch là ba la sông thọ, sông thọ phải là hai cây và là cây có hai nhánh thì lát nữa chúng ta sẽ nhìn thấy cái cây này trên đang bàn ảnh để thấy rõ được cái chủng loại cây đó là cây vàng đá tự nhiên chứ không phải là do thì tại đây Đức Phật đã kêu gọi mọi người đó hãy giữ sự thanh lặng, đừng quá đau buồn ngày sự ra đi của một đại đạo sư, và ngày xuất thế ngày cũng giống như là một chiếc xe đã sử dụng 80 năm đến lúc đó là phải thay thế các cái bộ phụ đình và thậm chí là thay thế luôn như cả chiếc xe mới, nhắc nhở mọi thứ về cách làm đạo, về cách phục sự nhân sinh, về cách lập chủ bản thân, về kỹ năng đó là cho mình trở nên có giá trị và hữu ích. Và cuối cùng mà Đức Phật đã nhẹ nhàng ra đi ở tuổi 80 tại vị trí của tuổi này. Và cái chi phí cho lần đầu đó
là cộng đồng Phật giáo Biến Điện và Vua Biến Điện chi phối cho lần trùng tu sau đó là chính phủ Ấn Độ. Công trình là khai quật chùa Niết Bàn được diễn ra lần đầu vào năm 1876. Sau đó đó thì các cuộc khai quật tiếp tục được thực hiện vào năm 1904 kéo dài cho đến năm 1908. Thì mỗi lần khai quật thì phát hiện thêm một số di vật khảo cổ, xác định các cái di chỉ khảo cổ tại cái khu vực rất quan trọng và có ý nghĩa tâm linh này. Là một điều rất là kỳ diệu, đó là khi khai quật thì phát hiện ra có tượng Phật đọc nước bèo bằng đá sa thạch đỏ chiều dài 6m1 vẫn còn nguyên vẹn. Tượng Phật này đó được điêu khắc vào thế kỷ thứ 5 Tây lịch, nay đã trải qua 1500 mấy năm. Thì đó là một cái điều rất là đặc thù, tức là ở các Phật tích chính đó thì Bồ Đề Đồng Tràng thì còn nguyên, Kusinaga thì tượng Phật nhập chức và còn nguyên, ở tại Sa Đát thì kiểu tượng thì cũng được còn nguyên. Ở đây Đức Phật còn người nữ thì trụ đá chùa ai được còn nguyên. Bây giờ tất cả để cho người Đức Phật sinh thì không có mang các nữa sau khi thì xong đó thì chúng ta giờ tập thể Yeah.
chúng ta đã có mặt tại chánh điện chùa Niết Bàn Tushinaga, nơi Đức Phật đã chúc bỏ thời gian cuối đời ở tuổi 80. Sau khi đó đã hoàn thành 45 năm truyền bá chân lý, thuyết giảng gần 84.000 bài kinh. Vào đầu thế kỷ thứ 7, khi ngài Huyền Trang đến chiêm bái đại Phật Thích Quan Phật này đó, ngài đã cảm giác bài thơ gồm có 4 câu sau đây: Phật lại thế thời ngã trọng luân, kim đắc chân thân Phật diệt độ, áo đảo ngã thân đa nghiệp chướng, bất tiến như lai kim sắc thân. Có nghĩa là khi Phật hoàn pháp ở đời, con vẫn còn trọng luân. Nay con có thân người thì Đức Phật đã qua đời, thật buồn cho thân Phật của con cũng như nhiều chúng sinh khác không thể sanh cùng thời để thấy được Đức Phật bằng thân tướng sắc sảng. Bài thơ 4 câu đó đã được rất nhiều thanh niên Phật tử Phật Lào mà mỗi khi đến đây đi đọc lại đều rất là xúc cảm, bởi vì sau 45 năm truyền bá chân lý không mệt mỏi, cuối cùng đó Đức Phật là cứu bỏ hơi thở của đệ tử này. Đức Phật dạy rằng: này tất cả các đệ tử, những gì được cấu tạo, được hình thành, được tồn tại, được phát triển phải đến lúc hoại diệt. Có sanh mà không có diệt chắc chắn không thể xảy ra. Tương tự đối với con người trải qua sinh, già, bệnh và chết. Cái chết không phải là bất hạnh, chết không phải là dấu chấm cuối cùng của cuộc đời. Sau khi chết, con người tiếp tục tái sinh. Tái sinh theo tổng thể nghiệm mà con người đã làm trong một kiếp người. Và lúc mà sáng kiến sự sống của ngài cũng giống như một chiếc xe đã sử dụng còn 80 năm. Nếu chiếc xe đó phải được thay thế bằng chiếc xe mới hơn. Chính vì thế, tăng đoàn, ni đoàn và cộng đồng Phật tử đã đi bộ cùng với ngài từ Vesali lên cách đây đó là 150 cây số để đồng hành những ngày, những tuần lễ cuối đời, với mục đích là lắng nghe được những lời dạy cuối đời của Đức Phật, và cũng là cái lúc để gieo niềm thương nhớ với bậc đại đạo sư mà chỉ gặp được một lần trong đời, đồng hành lần cuối trong đời mà thôi. Do đó khi đoàn chúng ta có mặt tại chùa Niết Bàn vốn được khai quật vào năm 1876, tượng Đức Phật nhập Niết Bàn bằng đá sa mạc đỏ dài 6 mét vẫn còn nguyên. Hồi giáo vào cuối thế kỷ thứ 12 đã tàn phá tất cả, nhưng may mắn thay tượng Phật thiên liêng biểu tượng của các tường của an lạc của tự tại thông dong thoải mái ở thơi vẫn bất động, không hề bị tàn phá bởi nhà đồng Hồi giáo. Điều đó được xem như là một phép màu giá trị niết bàn an lạc hạnh phúc mà Đức Phật đã khám phá thông qua con đường tìm chân của ngài, trở thành bất hiện với thời gian. Và cho lúc này, sau khi dâng nhiều chiếc đi lên thân của Đức Phật, tất cả chúng ta hãy tiếp tục niệm danh hiệu Đức Bổn Sư để bày tỏ lòng tôn kính đối với những đóng góp to lớn của Đức Phật cho lịch sử tư tưởng của nhân loại, bao gồm thứ nhất, xóa bỏ chủ nghĩa giai cấp, đề cao nhân phẩm của con người và kêu gọi con người tôn kính nhau với phẩm chất
nào con người cao quý. Thứ hai, Đức Phật đã mang lại vai trò bình đẳng cho người nữ để người nữ có thể tham gia giáo dục, xã hội và các hoạt động khác, và đặc biệt là có cơ hội trở thành nữ tu, trở thành các tỳ kheo ni. Thứ ba, Đức Phật đã cho chúng ta biết thế giới này không do thượng đế tạo nên, không do vật chất hình thành, cũng không do tâm tạo ra, mà do sự tương tác của bộ sự vật hiện tượng. Cái này có, cái kia có, cái này không, cái kia không, cái này sanh, cái kia sanh, cái này diệt, cái kia diệt. Thứ tư, Đức Phật đã dạy chúng ta về một nhân sinh quan mà con người là trọng tâm, con người là cao quý, con người là quan trọng, và con người phải chịu trách nhiệm về những gì con người làm chứ không có thần linh nào hết. Thứ sáu, về phương diện đạo đức, Đức Phật dạy chúng ta bỏ ác, làm lành và ngăn chặn những điều xấu ác khi nó chưa xảy ra. Nếu lỡ xảy ra thì sám hối từ trước để làm mới cuộc đời không có số phận an bài. Và thứ bảy, Đức Phật dạy chúng ta về giá trị sống là người, đó là phải thực tập 10 toàn vẹn, hay gọi là 13 năm bậc trong Phật giáo Nguyên Thủy, và được Phật giáo Đại Thừa rút ngắn còn 63 năm bậc, tức là 6 toàn niệm, bắt đầu bằng lòng từ bi bố thí cúng dường cứu người giúp đời để thiết lập tình người tình thân, và cuối cùng đó là trí tuệ ba la mật chìa khóa giúp cho chúng ta giải quyết các nỗi khổ và niềm đau. Và cuối cùng Đức Phật dạy chúng ta con đường giải thoát còn gọi là bát chánh đạo, gồm có 8 yếu tố: tập nhìn chân chính, tư duy chân chính, tạo ra trí tuệ, lời nói chân chính, hành động chân chính, nghề nghiệp chân chính, nỗ lực chân chính, tạo ra đạo đức, chánh niệm hiện tiền và đại niệm chứng tâm, tạo ra thiền định. Bây giờ lúc này mời các đoàn đi đoàn và cộng đồng Phật tử cùng niệm danh hiệu của Bổn Sư. Quý vị vừa ra khoảng chừng năm tấc bỏ lên để thầy Bộ Dũng có thể đi vòng khi lúc chúng ta đang niệm Phật, chúng ta đứng thành hai hàng thẳng song song. Mình nhìn thấy dưới gạch đó thì nó có cái cục gạch, cái miếng gạch đó tạo thành một đường thẳng đó, quý vị đứng thành một hàng thẳng như vậy để bộ phận quay phim có thể đi xung quanh. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thì im lặng
còn cái người chưa chụp á thì không giống vậy nè, không giống vậy. Thì bây giờ thì mời mời thượng tọa Lan Quyên, mời đứng mình mời quý thầy, mời quý thầy, mời quý sư cô, rồi sau đó là chúng ta mời quý phật tử nha. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cứ như thế tiếp tục đi. Nam mô Bổn Sư. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý thanh ni và cộng đồng Phật tử, đoàn hành hương là tập ngày nay vào giờ phút này đang có mặt tại Ma Tháp Chùa, đó là ngôi chùa nhỏ đánh dấu nơi Đức Phật giảng bài kinh Di Giáo, tức là kinh Di Trúc, trước khi ngài qua đời tại chùa Niết Bàn Fusidaka. Thì là kinh Di Giáo của Phật chủ yếu nhắc nhở các vị xuất gia bao gồm tăng đoàn và ni đoàn những hiến luật tinh tấn tu học, phát triển thiền định, đầu tư trí tuệ, dấn thân nhập tế, phụng sự nhân sinh, tốt đời đẹp đạo, sáng soi Phật pháp, hộ quốc an dân, để chân lý Phật được tỏ sáng trên quả địa cầu này, như tấm gương cao quý mà ngài đã dấn thân suốt 45 năm. Sau đó Đức Phật cũng nhắc nhở cộng đồng Phật tử tại gia tinh tấn tu học, gieo trồng phước báo, tinh ngôi tam bảo và tham gia các Phật sự để góp phần phát triển Phật giáo, phục vụ cho cộng đồng hữu duyên. Thì tại vị trí này vào thế kỷ thứ 10, tượng Phật trong tư thế xuất địa có chiều cao 3 mét là bằng đá sa thạch đã được xác dựng tại đây để đánh dấu di tích lịch sử quan trọng Đức Phật đã giảng bài kinh cuối cùng. Vào năm 1876 thì đoàn Hà Khảo Khoa Học đã khai quật và phát hiện ngay vị trí này tượng Đức Phật xuất địa. Như chúng ta biết là Đức Phật Thích Ca đã có 5 ấn tướng quan trọng, 3 ấn tướng ngồi và 2 ấn tướng trong tư thế đứng. 3 ấn tướng ngồi rồi có thứ nhất là tượng Đức Phật thiền định tu tập giác ngộ giải thoát, thứ hai là tượng Đức Phật xuất địa như chúng ta đang nhìn thấy, tức là giây phút mà thế giới này chứng kiến Đức Phật giác ngộ những bậc bồ đề và nghĩ biểu tượng đó là đi vào bồ đề để nhận thế độ sinh, và thứ ba là tượng Đức Phật giữa pháp luân, tức là độ sinh và cố chủ lý thánh, đó là ba tượng Đức Phật Thích Ca trong tư thế ngồi. Còn hai tượng tư thế đứng tức là tượng vô úy là kết quả chủ pháp luân dẫn đến niềm vui không sợ hãi, và cuối cùng là tượng Đức Phật hòa bình thể hiện lệ lạc ở năm châu và toàn cầu. Thì vào giờ phút này khi có mặt tại nơi Đức Phật giảng bài kinh cuối cùng, rồi chúng ta sẽ lần lượt hai người đi vào bên trong, một người đứng bên tay trái, một người đứng bên tay phải chắp tay với lòng tôn kính để ghi dấu kỷ niệm chúng ta đã đến nơi Đức Phật giảng chủ đề Di Chúc. Tượng Phật này có chiều cao 3 mét bằng đá sa thạch, được làm vào thế kỷ thứ 10 Tây lịch và được khai quật vào năm 1876. Và giờ phút này tất cả hãy dành lòng thành kính hướng về tượng Phật và lần lượt bước vào bên trong. Và bên ngoài thì quý vị đã chưa chụp thì cứ làm được niệm Phật nhé. Kính thưa quý tăng ni và cộng đồng Phật tử
đầu hành hương trong Phật ngày nay. Sau khi chiêm bái chùa Niết Bàn nơi Đức Phật trút hơi thở cuối đời, Ma Thân Cua nơi Đức Phật giảng kinh Di Giáo và tháp quả thiêu của Đức Phật, thì vào giờ phút này chúng ta đang có mặt tại chánh điện chùa Linh Sơn Kusinaga. Chùa Linh Sơn nguyên thủy là do cộng đồng người Hoa xây dựng, sau đó dâng cúng cho Hòa Thượng Thích Huyền Vi. Lúc đó Ngài đang hành đạo tại Pháp. Hòa Thượng Thích Huyền Vi đó là bạn học của Hòa Thượng Thích Thanh Từ và có công thành lập Giáo hội Linh Sơn Phật Giáo Thế Giới và xây dựng được cho đến bây giờ là khoảng gần 100 ngôi chùa ở các châu lục nơi có người Việt Nam đang sinh sống. Thì tại Kusinaga Hòa Thượng có ngôi chùa này, và tại Lumbini thì có một ngôi chùa Linh Sơn, ở đây Đức Phật đản sinh. Sau đó thì Hòa Thượng giao cho Ni Sư Trí Thuận quốc tịch Pháp. Từ Pháp thì Ni Sư Trí Thuận đã sang Ấn Độ để hành đạo. Vào năm 1995 khi lần đầu tiên Thầy Nhật Từ đến đây đó, thì thực ra chùa có một diện tích đất rất là giới hạn và chỉ có cái chánh điện nhỏ. Khi Ni Sư Trí Thuận tiếp nhận đó, thì mở rộng chánh điện to như chúng ta đang thấy, xây thêm hai dãy cư xá để cho Phật tử ở, và bên phía tay phải đó thì mở rộng thêm mua đất và làm bốn đồng tâm để các Phật tử khi vào viếng chùa đó có thể ôn lại cuộc đời của Đức Phật ở bốn Phật tích quan trọng. Và năm 2022, cụ thể là ngày 17 tháng 3 dương lịch đó, thì Ni Sư đã về với Phật sau mấy chục năm hành đạo. Tôi đã rời khỏi nước Pháp qua đây hành đạo mấy chục năm. Và hiện nay thì chùa đã công cử một đệ đức ở bên Mỹ qua đây để làm trụ trì để tiếp tục trông coi. Hiện nay thì thầy trụ trì đang ở tại Hoa Kỳ. Thì việc hành đạo đó, nó theo Phật giáo đó, nó là nỗ lực tạo nhân duyên. Còn phần lớn người Trung Quốc và Việt Nam thì tùy duyên. Tùy duyên thì nó không đúng với tinh thần Phật dạy, mà phải là tạo nhân duyên tốt lành. Còn tùy duyên là mình theo duyên, duyên thế nào mình theo như thế đó. Giống như là bèo á, nước lên cao thì dâng cao, nước xuống thấp thì xuống thấp. Thì cái sự mà tạo nhân duyên lành đó của Hòa Thượng Thích Huyền Vi đã đóng góp vào cộng đồng Phật giáo Việt Nam trên thế giới đó, nhiều ngôi chùa, trong đó có hai ngôi chùa tại Ấn Độ này. Thì ngày hôm nay tất cả chúng ta đến đây chiêm bái Phật tích nơi Đức Phật nhập Niết Bàn, mình ghé qua thăm chùa Linh Sơn để bày tỏ lòng tri ân đối với cộng đồng người Hoa để dâng cúng chùa này lại cho Phật giáo Việt Nam, và tưởng nhớ Hòa Thượng Thích Huyền Vi, bậc cao tăng của Phật giáo thời hiện đại, và Ni Sư Trí Thuận trụ trì đời thứ ba của chùa này, và có công phát triển chùa này lớn gấp 2.5 lần so với cái diện tích nguyên thủy và cái công trình nhỏ ban đầu. Thì tất cả mọi đóng góp đều có giá trị cao quý. Bây giờ Ni Sư đã về với Phật. Mấy lần trước đó, khi tới đây thì thầy đều tổ chức làm từ thiện, vì Ni Sư trụ trì cũng bảo trợ cho mấy trăm cháu học sinh học miễn phí ở đây. Dĩ nhiên là các trường đại học đều là trường miễn phí, nhưng mà các cháu nghèo như cấp thấp đó, thì là không thích đi học. Còn dưới sự điều hành chùa của Ni Sư đó thì hàng trăm cháu rất là ngoan ngoãn, ca được các bài ca tiếng Việt, nói được đàm thoại căn bản tiếng Việt, và nói được tiếng Anh, và dĩ nhiên tiếng Hindi là tiếng mẹ đẻ thì các cháu rất là giỏi rồi, và ăn mặc rất là sang trọng. Chúng ta thấy là khi có giáo dục đó, là cũng thay đổi con người. Ngày hôm qua mình ở tại Kavilavastu, các cháu đó mặc dù cũng đã ngoan ngoãn rồi đó, nhưng mà sau khi mình phát tiền chút xíu các cháu giành giật nhau, nói rất là khó, và mình phải tháo chạy thôi,
không thể nào tiếp tục trao tiền được. Nhưng mà khi có giáo dục vô thì các cháu rất ngoan ngoãn, rất là điềm đạm, rất là trí thức. Tiếp là khi đi sư trí thuật về với Phật thì không biết là cái hoạt động đó họ được vận hành không, chúng ta tới thì không thấy ai. Chắc có lẽ là từ năm ngoái đến nay, một phần là do tác động của Covid, một phần là chủ trì đã ra đi, cho nên hoạt động mà nuôi cháu, các cháu được ăn học tại đây đó đã tạm ngưng. Đó cũng là một điều rất là đáng buồn. Nguyện chúc Tam Bảo gia hộ cho ni sư Trí Thuận giảng sanh cảnh giới an lành, nhưng mà không quên nguyện ước quay trở về đạt độ để đóng góp các Phật sự từ đây như ni sư đã từng làm suốt mấy thập niên ở tại đất Phật này. Và chúc cho tất cả chúng ta đều được an lành để cùng làm những sứ mệnh quan trọng để lại những di sản có giá trị cho những đời sau. Là một công đức làm Bồ Tát Ma Ha Pháp, xin quý vị dâng cao tràng vỗ tay để đón nhận.